Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là MoveSwap. Thì chương trình MoveSwap nó có chương trình này gấp vòng 2 này các bạn. Thì vòng 1 mình đã chatbot thì tất cả anh em cũng đã gấp về nè các bạn. Thì chương trình gấp vòng 2 này nó sẽ thưởng cho mình là 50 triệu token MoveSwap nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click xem phần link mô tả dưới video mà tham tắt chatbot. Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9 nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group nữa. Thì hiện tại tôi cần đang bán phi sale nên nó phá con chắc của mình các bạn. Vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 nó mở con chắc cho mình chơi nha các bạn. Rồi, chuyển tiếp đến seller nữa. Tiếp tục follow Twitter và Liquid Bot nữa. Kèo này mình thấy khá là ngon nữa các bạn. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi, sau đó bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa. Các bạn đăng ký kênh YouTube của nó nha các bạn. Rồi các bạn bật up lên nữa. Hơi nhỏ kênh YouTube nó 19.000 người theo dõi. Rồi tiếp tục thì các bạn boost con Simber của nó nè các bạn. Dự án này khá là uy tín nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mũi tên đi lên các bạn boost nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Vui lòng nhấp vào từng hình ảnh của chiếc ô tô, chọn lướt cấp xa nha các bạn. Rồi các bạn kế tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vuốt nè. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Chú em không đắt. Thì market nó sau này nó sẽ list sàn Bankai Swap và MoveSwap và Bilasi nha các bạn. Visit website. Rồi các bạn bấm vào data nè các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Ui tại G B F I I B. Bảy M3 B Y Y. Rồi các bạn bấm next nha các bạn. Rồi các bạn điền lời username tại Twitter các bạn đã follow dán nha các bạn. VNN9. Rồi Unet follow tại Twitter và Twitch Pinbot. Bạn này có theo dõi và follow và Pinbot bài đăng của chúng tôi không có bấm nét nha các bạn. Subscribe continue. Rồi bấm nét luôn các bạn. Subscribe way YouTube username. Rồi tiếp tục nó yêu cầu các bạn gửi username YouTube của các bạn thì các bạn mở YouTube thì các bạn ra các bạn. Các bạn nhập vào avatar của mình nè. Nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn điền lại username kênh YouTube của mình gặp anh em emo. Gửi cho bot nè bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ pinb samachen bet 20 trên YouTube product của các bạn nha bạn. Sudoron sao không được ta? Ok, những bạn nào đã tham gia vòng 2 rồi thì không thể tham gia vòng 3 thì bạn dùng một cái địa chỉ khác nha bạn. Không có gì khó hết. Mình sẽ dùng địa chỉ khác. Tưởng gì khó địa chỉ thì mình bao la. Rồi bạn sao chép địa chỉ với BNB khác của tất cả các bạn nè, bạn dán vô đây nè. Rồi bấm balance đi chép số cần mình kiếm được nha các bạn. Ok, thì top cần mút nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Bấm vào sẽ tiếp để cập nhật tài khoản mình nè. Rồi bạn bấm vào cái form để ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.